Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C#. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một số toán tử liên quan tới số, là những cái toán tử số học, toán tử gán và các toán tử tăng giảm. Chúng ta khởi tạo ra một cái dự án console mới ở trong thư mục mới tạo ra, ví dụ như thư mục CS003 và KDCKS003. Thực hiện lệnh .NET New Console. Mở dự án ra bằng Visual Studio Code. Chúng ta mở file mã nguồn program.cs. Code chúng ta trình bày ở trong phương thức main của lớp program. Về các toán tử liên quan đến số học thì chúng ta tìm hiểu gồm có những cái phép toán, đó là cộng, trừ, nhân, chia, rồi là phép chia lấy dư, module. Những cái toán tử cộng trừ nhân chia này là nó thực hiện trên hai cái toán hạng kiểu số. Ta khai báo ra hai cái biến kiểu in a bằng 5, một biến kiểu in nữa là b bằng 4 chẳng hạn. Thì chúng ta có thể thực hiện những phép toán như tổng, hiệu, tích, thương trên hai cái toán hạng này. Ví dụ như tính tổng a cộng b. Ví dụ như tính thương a chia b. Là chúng ta viết cái toán hạng thứ nhất, sau đấy đến toán tử và đến cái toán hạng thứ hai. Cái lỗi này nó báo là cái kết quả tính của chúng ta là chúng ta không sử dụng làm gì cả. Tức là chúng ta phải lưu cái kết quả tính này vào một cái biến nào đó hoặc là sử dụng nó ở trong một cái tham số hàm nào đó. Ví dụ như chúng ta sử dụng trong cái tham số của hàm console.ly chẳng hạn. Console.ly tổng của A cộng B bằng kết quả thì nó chèn vào cái vị trí số 0 này. Và cái giá trị chèn vào đấy là tính tổng của A cộng B. Nếu mà chúng ta tính hiệu A trừ B bằng kết quả là A trừ B. A nhân B bằng A nhân B. A chia B. A chia B. Và phép chia lấy dư module A chia B. Chúng ta chạy thử xem. .NET run. A bằng 5, B bằng 4, A cộng B bằng 9, A chia B bằng 1. A chia B bằng 1, tức là 5 chia 4 bằng 1. Và phép chia lấy dư A chia B dư 1. Chúng ta chú ý ở cái phép chia này thì đây là chia hai số nguyên. Do đó là cái phép toán là A chia B thì nó sẽ lấy phần nguyên của cái kết quả tính. Như vậy là A bằng 5, B bằng 4 thì cái phần nguyên của nó bằng 1. Chúng ta thử chuyển một cái toán hạng, ví dụ số A này sang kiểu số thực dấu chấm động, float chẳng hạn. Thì kết quả của nó trong cái biểu thức là có số thực, do đó cái kết quả của phép tính sẽ trả về là số thực. Chúng ta chạy thử xem. Thì các kết quả này nó trả về là những cái số thực. Và cái kết quả phép chia A chia B, cái giá trị chính xác của nó là 1,25. Từ những cái toán tử cộng trừ nhân chia được thực hiện trên hai cái toán hạng để tính tổng, hiệu, tích, thương thì chúng ta có thể viết lên những cái biểu thức phức tạp bằng cách viết những biểu thức có nhiều toán hạng và sử dụng thêm những cái dấu ngoặc để chúng ta viết biểu thức. Thì khi viết một cái biểu thức phức tạp, chúng ta chỉ cần chú ý cái độ ưu tiên tính toán là cái nào tính toán trước, cái nào tính toán sau thôi. Về độ ưu tiên tính toán trong các biểu thức thì chúng ta lưu ý cái độ ưu tiên của nó như này. Cái này là ở trong toán, tức là trong ngoặc sẽ tính trước. Các giá trị tính căn, tính lũy thừa là tính trước. Sau đó là nhân chia trước, sau đó là đến cộng trừ. Khi độ ưu tiên mà ngang nhau thì sẽ tính từ trái qua phải. Ví dụ chúng ta sẽ viết một cái biểu thức như này. Có một số float để ghi kết quả. Kết quả bằng. Ví dụ một cái biểu thức là A cộng B nhân 2. Sau đó là chúng ta in cái kết quả này ra. Biểu thức này thì căn cứ vào độ ưu tiên, nhân chia tính trước, cộng trừ tính sau. Do đó phải tính là B nhân 2 trước, sau đó cộng với A. Và kết quả nó tính ra sẽ là bằng 13. Hoặc là biểu thức, ví dụ như 6 chia 2 cộng với cả 3 nhân 2. Trong này có phép nhân chia và cộng. Nhân chia sẽ được tính toán trước rồi mới đến phép cộng. Như vậy là 6 chia 2 bằng 3, 3 nhân 2 là 6, 3 cộng 6 là 9. Chúng ta thử xem cái kết quả của nó.
À, kết quả là bằng 9. Cái thông báo, cái warning này là nó có là do hai cái biến AB chúng ta khai báo mà không sử dụng ra comment nó lại. Chúng ta thực hiện một cái biểu thức nó phức tạp hơn nữa một chút. Ví dụ như 6 chia cho mở ngoặc đóng ngoặc là 2 cộng 3. Sau đó mà nhân với cả 2. Thì căn cứ vào độ ưu tiên thì bao giờ cũng phải tính trong ngoặc trước. Sau đó biến các phép toán nhân chia. Tức là sẽ bằng 6 chia 6 nhân 2. Rồi còn lại hai cái toán tử là chia và nhân. Hai cái toán tử này có cùng độ ưu tiên, do đó phải tính từ trái qua phải. Do đó chúng ta phải thực hiện cái phép chia này trước, 6 chia 6 bằng 1. Cuối cùng là còn một phép toán là 1 nhân 2 bằng 2. Để chúng ta xem kết quả của nó. Kết quả tính là bằng 2. Toán tử tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về toán tử gán. Thì toán tử gán thì thực ra là chúng ta đã làm quen những cái phép toán gán bằng rồi. Thì ở đây là nói thêm có phép toán gán cộng bằng, trừ bằng, nhân bằng, chia bằng, kể cả phép toán gán modulo. Thì đối với cả cái phép toán gán bằng thì chúng ta đã quen biết rồi, tức là gán một cái giá trị hoặc là cả một cái biểu thức vào một cái biến. Ví dụ chúng ta có một cái biến x nào đó, biến x khai báo một cái biến x, sau đó gán x bằng một cái giá trị, ví dụ 13. Thì đây là chúng ta đã gán cái giá trị vào biến x. Thậm chí là chúng ta gán cả một cái biểu thức 1 cộng 2 nhân 3 chia 4 vân vân. Thì gán cả một cái biểu thức vào một cái biến. Cái phép toán gán cộng bằng có nghĩa là cộng thêm một cái giá trị vào một cái biến. Giả sử biến x là bằng 10. Bây giờ chúng ta muốn cộng thêm vào x hai đơn vị, nghĩa là x sẽ bằng x cũ, tức là bằng 10 cộng thêm 2. Thì nghĩa là x sẽ bằng 12. Chúng ta viết thử ra xem. X sẽ bằng 12. Thì trong cái trường hợp như vậy thì chúng ta có thể viết ngắn gọn bằng cách sử dụng toán tử cộng thêm cộng bằng. Thì ở đây chúng ta chỉ việc sử dụng là cộng thêm x với 2 là chúng ta sử dụng toán tử cộng bằng. Thì kết quả nó tương tự. Chúng ta chạy thử xem. X là bằng 10 cộng thêm 2 là 12. Ý nghĩa tương tự như vậy, chúng ta có toán tử trừ bằng, tức là trừ bớt đi một cái giá trị nào đó. Ví dụ như chúng ta x bằng 10 trừ bằng 7, tức là x bị trừ đi 7. Thì kết quả nó sẽ bằng 3. Nhân bằng chia bằng thì cách sử dụng nó tương tự, tức là nhân với chia với. Ví dụ x sẽ bằng x cũ nhân với 3, tức là nó sẽ bằng 30. Rồi x sẽ bằng x cũ chia cho 5 bằng 2. X sẽ bằng 2. Thì tương tự như thế, phép chia lấy modulo, phép chia lấy phần dư. Trong phép toán cộng bằng và trừ bằng thì có cái trường hợp như thế này. Giả sử là chúng ta cộng thêm x một đơn vị thì là x sẽ bằng 11. Trong trường hợp mà thêm một đơn vị hoặc là bớt một đơn vị thì thay vì viết cộng bằng 1 hoặc là trừ bằng 1 thì chúng ta có thể viết là cộng cộng, là thêm một đơn vị, hoặc là trừ trừ bớt đi một đơn vị. X cộng cộng thì biến x sẽ được thêm một đơn vị là bằng 11. X cộng cộng thêm một đơn vị nữa là 12. Cái ký hiệu cộng cộng chúng ta có thể viết đằng trước hoặc đằng sau. Ví dụ như cộng cộng x thì ý nghĩa cũng tương tự. 10 cộng 1 là 11, không, cộng thêm 1 là 12, cộng thêm 1 vào x là 13, x bằng 13. Tương tự như vậy thì cái phép trừ trừ cũng vậy, tức là bớt đi 1. X bớt đi 1, rồi tiếp tục lại bớt đi 1, thì là x sẽ bằng 8. Cái ký hiệu cộng cộng và trừ trừ, tức là tăng giảm một cái đơn vị của một cái số, thì là dùng rất nhiều trong vòng lặp ở những cái phần sau. Giảm đi một đơn vị viết đằng trước hay là đằng sau của cái số hạng. Nếu mà chúng ta viết độc lập này thì cái ý nghĩa của nó ảnh hưởng tới x là giống nhau, không có khác nhau gì cả. Tương tự như vậy thôi, cộng cộng viết đằng sau cái số hạng x hay là viết đằng trước số hạng x thì cuối cùng là x vẫn là được tăng một đơn vị. Thì kết quả tác dụng vào x viết đằng trước hay đằng sau thì nó tương tự.
Nhưng mà nó có khác nhau khi chúng ta sử dụng cái ký hiệu này ở trong một cái biểu thức. Ví dụ chúng ta xét một cái biểu thức như sau. Biểu thức Z được gán bằng 2 nhân với cả x cộng cộng. Thì kết quả của biểu thức này nó bằng bao nhiêu? Thì trong cái biểu thức này cái toán tử cộng cộng viết sau cái số hạng x. Thì điều này có nghĩa là cả cái biểu thức này sẽ tính xong rồi mới thực hiện cái toán tử tăng x một đơn vị. Có nghĩa là diễn giải ra thì cái biểu thức này tính vào z là bằng 2 nhân x. Sau đó là mới thực hiện là tăng x thêm 1. Kết quả thì z sẽ bằng 20 vì là bằng 2 nhân 10. Sau khi tính xong z rồi, x sẽ được thêm một đơn vị, nghĩa là x sẽ bằng 11. Thì chúng ta viết kết quả ra, chúng ta sẽ xem x sẽ bằng 11, còn z sẽ bằng 20. X sẽ bằng 11 và z sẽ bằng 20. Còn trường hợp mà chúng ta viết là cộng cộng x thì điều này có nghĩa là tăng x một đơn vị trước, sau đó mới tính toán cái biểu thức. X được tăng một đơn vị trước, sau đó mới tính toán cái biểu thức phía dưới. Thì lúc này là x vẫn bằng 11 vì được 10 thêm 1. Nhưng 2 nhân x, tức là x lúc này đã là 11 rồi, là 22. Thì kết quả của chúng ta sẽ là x bằng 11 còn z bằng 22. Như vậy là trong biểu thức mà có toán tử cộng cộng viết trước một cái số hạng thì cái số hạng đấy được tăng một đơn vị trước. Còn viết sau cái số hạng thì cái số hạng đấy được tăng một cái đơn vị sau khi cái biểu thức tính toán xong.